Cho em hỏi đó, cái cơ duyên nào mà anh biết đến cái chương trình Vô Tâm Dược Phó này anh Dương? Thì nói thiệt danh tính thì ngày trước á là mình nuôi cũng năm nào nó cũng thất bại, tới tháng mấy đầu là tiến triển là rồi là tiêu mấy năm bị rồi, 2 năm, hai năm liên tục bị, hai năm liên tục rồi tới đó là nó đỏ 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 rồi đầu nó đốm trắng là 2 năm liệu, cứ tháng ngoài là bị đốm trắng, tháng mấy rồi đầu xử lý là lo đầu qua mình làm kỹ lắm rồi nó cũng bị lại à, và mình không biết nguyên nhân thì sao luôn. Không muốn nhận. Học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, hỗ trợ lẫn nhau để cùng vượt qua khó khăn. Chương trình Vuông Tôm Vượt Khó giúp bà con nuôi tôm khắc phục những khó khăn trong hiện tại và nhiều năm trở lại đây, tìm ra giải pháp và mô hình mới đem lại hiệu quả cao, nuôi trúng, lợi nhuận cao, kỹ thuật mới, giảm chi phí. Nhằm khơi dậy tinh thần vượt khó, giúp bà con thắp sáng niềm tin, nuôi tôm thoát nghèo, cùng nhau xây dựng mô hình nuôi tôm an toàn, bền vững để làm giàu trên mảnh đất quê hương. Hôm nay tôi xuống ở xã Tân Phú của huyện Thới Bình, Cà Mau tận hưởng chương trình Vuông Tôm Vượt Khó chỗ anh Dương. Anh đã hoàn thành nuôi 2 tháng bề sai dưới 40 con ký. Thì trong cái chuyến xuống tận hưởng này, tôi nhờ anh chia sẻ lại cái cách nuôi làm sao được vậy, đặc biệt là cái cách anh phòng được cái bệnh mà chết sớm tôm đỏ thân cũng như đốm trắng. Xin chia sẻ lại cho quý bà con mình theo dõi để mình rút kinh nghiệm mình nuôi hiệu quả hơn. Anh Dương á, thì vừa qua em có nghe chỗ Giang báo về là anh hoàn thành cái chương trình vượt khó của công ty đề ra, là mình nuôi con sú và quá C39 rồi bằng cách gây sao tự nhiên cũng như sử dụng cái bộ men phòng bệnh đó, là 2 tháng nó về dưới sai là 40 con ký cũng như là đạt cái chương trình. Thì hôm nay nhân cái chuyến công tác về là chỗ xã Tân Phú huyện Thới Bình, Cà Mau á, để tặng thưởng cho anh giống như mình để động viên khích lệ cái tinh thần là học vượt có thưởng đó. Thì ngoài ra cũng nhờ anh chia sẻ lại những cái kinh nghiệm thực tế mình đã trải qua để nhiều bà con á ở xã Tân Phú huyện Thới Bình á cũng như có xem qua bà con học hỏi đó để nuôi cho nó ít rủi ro, nó hiệu quả hơn. Thì đầu tiên cho em hỏi đó, cái cơ duyên nào mà anh biết đến cái chương trình Vuông Tôm Vượt Khó này anh Dương? Thì nói thiệt danh tính thì ngày trước á là mình nuôi cũng năm nào nó cũng thất bại, tới tháng mấy đầu là tiến triển là rồi là tiêu mấy năm bị rồi, hai năm liên tục bị, hai năm liên tục rồi tới đó là nó đỏ 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 rồi đầu nó đốm trắng là 2 năm liền, cứ tháng ngoài là bị đốm trắng, tháng mấy rồi đầu xử lý là lo đầu qua mình làm kỹ lắm rồi nó cũng bị lại à, và mình không biết nguyên nhân thì sao luôn. Không muốn nguyên nhân cái coi trên YouTube á thấy anh Tứ á, thì đầu em mới điện thoại cho anh á, thì anh mới cho số Giang này qua rồi làm được rồi nó cũng đạt được Và bà con xung quanh mình nuôi ở đây có bị tình trạng giống anh không? Có, cũng y hệt vậy luôn, cũng y chang, mà bà con cũng chưa có biết về cái giải pháp, chưa biết giải pháp mà để mình cũng tìm tòi dữ lắm thì mới gặp được Tấn với Giang dữ rồi đạt được. Vậy là anh nhờ anh chia sẻ này là rất là hay á, đặng bà con nắm bắt được bà con phòng cái bệnh đốm trắng đỏ thân đó. Thì sau khi là anh coi rồi anh liên hệ chỗ Giang xuống á, là kiểm tra môi trường ha, hướng dẫn làm rồi cải tạo ao như thế nào, cũng như là xuống cái đầu khi mà cắt lúa xong á, hay là cái đầu mình tạt vôi, tạt vôi xong cái đầu mới bơm lấy nước lên, nước cái đầu đánh men, đánh men đi rồi diêm đánh vô cái nữa để đầu cho lắng lại cái đầu mình xả tôm. Trước đó mình có thuốc cá rồi không? Có thuốc cá rồi nó xả tôm. Rồi mình sau khi mình đánh men vậy đó, mình thả tôm gì vô, rồi cái thời gian là 2 tháng nó về được bao nhiêu, rồi anh bắt được nhiêu đó nhỉ? 2 thùng tôm taxi 39 tháng 20 ngày, tháng 20 ngày về 30-38. Rồi anh bắt được rồi được nhiêu? Được rồi là được cũng năm mấy triệu. Năm mấy triệu sai nhiêu con ta? 2 tháng 38 con. 38 con vậy là tính ra cái đạt cao quá chứ, năm mươi mấy triệu mà sai lớn, mà tại vì giá là tiền thấp nữa, năm nay giá tôm thấp mà trên ngoài ngoài ngàn ký mà bắt năm mấy triệu là 500 mấy bầy tôm đạt hết ký rồi.
đó giờ thả cũng nhiều tôm mà đâu có đạt mà. À, quá trời đạt rồi. Đạt dữ dằn. Ừ. Rồi tại sao mình không bắt size lớn, mình để 38 con mình bắt rồi. Tại giờ để nuôi cũng để sợ để nó thấy nó lội rồi cái đầu sợ. Trời ơi, mỗi lần tao nuôi có một tháng ở ngoài là hư phải không? Có đợt này là thấy vậy là thấy vậy nó cũng nằm sai ba mấy con thôi, giờ bắt rồi cho chắc cú tại vì bị nhiều lần quá cái sợ. Chắc ăn à. Quá hay. Rồi mà thấy anh qua quá trình nuôi á là anh thấy nó đạt tốt nè, rồi anh thấy tốc độ lớn nó nhanh hơn so với tốc độ lớn đây. nhanh hơn tôm thường nhiều. Được. Thấy ngày khác. À. Bây giờ bị nhiều lần cái không dám gan nữa. Rồi để mà nó lớn nhanh vậy đó, mà nó đạt mà nó không có bị mà chết sớm như mấy lần trước á. Dạ. Là anh sử dụng cái sản phẩm gì để anh gây mồi cũng như anh phòng bệnh vậy? Tạc gò diêm. Gò diêm mới đầu 10 ngày, cái 10 ngày sau cái tạc men oxy 39 đó. Cái gói vàng vàng đó mình tạc hai thứ đó. Định kỳ 10 ngày là tạc. Anh thấy nó men đánh giá mình xài thấy hiệu quả hơn, mồi lên hiệu quả luôn, mồi lên tốt. Nước đẹp đấy, sạch nước không? Đẹp sạch. Đặt lú là nó không có đóng miếng bạn luôn. Ngày trước là dễ gì, 2-3 ngày là dở không nổi luôn. Không nổi cái lú luôn. Không dở không nổi cái lú. Anh tạc gò diêm là không cái lú sạch bông luôn. Sạch trơn luôn, không có. Thôi mình thấy vậy là nó thấy hiệu quả. Cho nên là cực kỳ đó mình. Rồi để em hỏi Giang chút. Giang thì anh cũng có trình bày á, trước đây anh nuôi cứ tháng ngoài hư là cái hội chứng tôm chết sớm á. Tôm trắng đau thăng nữa. Thì khi mà em xuống á, em kiểm tra môi trường em thấy làm sao. Rồi em tư vấn ảnh cái phòng bệnh như thế nào mà anh nuôi được hiệu quả vậy? Thì đầu tiên á em vô kiểm tra vuông cho ảnh thì thấy vuông của ảnh đặc cứng lắm anh, rồi với lại thức ăn tự nhiên không có nữa. Đầu tiên vô là xúc không có con mồi, mà mấy lúc trước ảnh nuôi thì ảnh đâu có men ảnh xài đó. Ảnh đánh lúc thả thì em kêu ảnh là xử lý cho thức ăn lên, rồi lúc đó là mồi xúc lên rồi nó mới bắt đầu thả. Thì trong quá trình thả thì con tôm tới giai đoạn lớn á, đầu nó bươi đáy thì nó phèn lên nhiều. Ở đây dùng đất đây em thấy nó phèn nhiều á. Khó khăn đó thì cũng có đánh phòng ngừa cái alumin. Để xử lý. Phòng cái phèn là cái alumin luôn ha. Rồi quá trình mà em tư vấn thì thấy anh có tiếp thu và anh có chịu học hỏi kiên trì không? Anh kiên trì, anh chịu học hỏi với tư vấn em mang để anh xài. Trong quá trình làm thì anh gặp khó khăn ở chỗ gông anh. Cũng xử lý cái gông nó cũng được. Cái gông là em vẫn xử lý hết cho anh. Gông lúc đầu tiên là bị gông đá hả anh Dương? Gông đá. Xử lý bằng chai 6868. 68 đúng, 6868. Bao nhiêu ngày gông nó chết? Như là khoảng tầm 4-5 ngày. Chết. Rồi cái phèn là mình đo lúc đó của anh mấy chấm? Lúc đầu tiên không có. Đo thì nó có 0.25 mà. Đầu không có, rồi sao cái tôm bươi buồn sao là tới tôm nó bự là đo lên tới 2 chấm. Trời ơi, đấy là có bị nóng không? Lúc đó thì em thấy đo lên thôi chứ cái ao nóng thì anh Dương mới kiểm tra mới có nóng không Dương? Mà cũng không có kiểm tra. Đó thì cái trong lúc đo thì em đo trong đất luôn anh. Đo trong đất là thấy nó lên phèn. Cái rồi khi mà rồi, lên vậy mà mình xử lý cái men alumin là thấy nó hiệu quả hơn anh Dương? Thấy nó hiệu quả. Rồi khi mà Giang xuống hỗ trợ thấy tư vấn với nhiệt tình không? Có lấy chi phí gì không? Không, thấy nhiệt tình lắm, điện cái là Giang chạy tới. Vậy hả? Mình cũng phập phòng lắm, nó lo tới nó lớn rồi mình ngủ nghe không được. Rồi, hai năm nay cứ bị chết hoài. Chết hoài với tôi ngán luôn. À thấy rồi. Theo em được biết nha, không phải riêng gì dùng Thế Bình mình. Mấy huyện khác An Biên, An Minh, Âu Minh Thượng, Vĩnh Thuận rồi một số huyện ví dụ như là Âu Minh Hạ, Trận Thời vân vân là năm vừa rồi nắng nhiều đó, đa số bà con thấy nước giật chịu không nổi rồi mình cấp vô thì hình như là khoảng 90% nó cấp vô là nó bị là tấp mé bơi lờ đờ với là đốm trắng đỏ thân đó. Ngoài ra là những cơn mưa đầu mùa khi mà nắng gắt á nó vẫn bị sốc môi trường, nó bị thì cho em hỏi thì cái tôm anh á là lúc nãy anh có nói là nó tháng ngoài nó hư á. Tình trạng đốm trắng đỏ thân á là nó có giống nguyên nhân đó không? Có. Tại vì mình thấy nước giật á, cái mình cấp vô là vài bữa là thấy
Vậy ha. Dạ. Làm cho em hỏi là 2 năm liên tục là anh cấp vô là đều bị không? Đều bị gì? Đều bị hết. Ôi nhưng vậy? Mà nó mau giật nước quá, mình không dám để cho nó. À, mình không để cho nó cạn không? Cạn. Thì mau giật lắm. Bây giờ thì em hướng dẫn, tại vì một số bà con á là cũng giống tình trạng như mình á, thì mình chịu không nổi, thấy nước cạn á thì mình phải cấp thôi. Dạ. À, nhưng mà cấp vô thì đa số nó sốc rồi nó bị, hoặc trời mưa đột ngột nó vẫn bị. Dạ. Thì bây giờ chỉ có một cái cách á là anh á, là một á mình bố trí cái vụ nuôi cho sớm, thả hôm cho bự. Dạ. Là ví dụ con tôm á, mình đầu vụ đi, mình thả cho bự thì tôm này có 2 tháng nó vô hồng ba rồi. Dạ. Thì mình thả khoảng 20 ngày đi, là lúc đó con tôm nó còn nhỏ, nó cái khả năng nó chịu sốc nó tốt hơn tôm lớn. Thì anh có thể là đầu vụ nước nó còn khoảng 5-7-8 ngàn á. Dạ. Thì anh cấp vô quận cho đầy, thì anh nuôi cho tới anh bắt cho nó chắc ăn. Mà cái khúc mà từ 20 ngày trở lên đến 2 tháng á, thôi đừng có thời gian có nhiêu đó anh gán chịu đi. Dạ. À, mình cứ đánh ví dụ cái gồ diêm, hoặc sắp tới là anh đánh cái men sống phòng bệnh đổ thăng đánh trắng á. Dạ. Anh đánh đó để anh phòng luôn, anh cầm tới đó anh bắt. Bắt xong rồi đó thì còn ít cù à, nó cũng không đến nổi. Dạ. Thì bắt đầu mình đưa cái bầy hai vô. Dạ. Bầy hai giống vô, bầy hai giống vô thì lúc nó nhỏ nó sức đề kháng nó tốt, thì anh có thể anh cấp lại, thì cấp lúc đó ngoài xong nó có 15 à. Dạ. 15 17 à, phải không? Thì anh cấp đầy lại một cái nữa. Thì nếu mà anh canh coi ở ngoài nước tốt mà con tôm vô 20 ngày tôm thả được 2 nha. Dạ. Thì bắt đầu anh cứ cấp đầy một cái nữa. Từ cấp đầy đó anh giữ cho tới là cái thời tiết mà mưa xuống dầm luôn. Không hồi là nó không bao giờ nó ít khả năng nó bị đấm trắng nó thăng lắm. Dạ. Tại vì khi mà độ mặn cao rồi ở ngoài phát sáng sứa nữa, rồi tôm giữa nước nóng nước lạnh đó, nó sốc môi trường là nó bị bệnh nè. À. Ngoài cái bệnh đó đổ thăng ra nó còn phát sáng luôn nữa. À, nó rất là rủi ro bởi mình hạn chế cấp cái khâu đó. À, còn tới ví dụ mưa mà mưa mấy cái đám mưa mình không cấp nhưng mà em vẫn bị bệnh nha. À, đổ thăng nha, là do là cái trời mưa mà đột ngột, mưa lớn đang nắng vậy nè. Mưa lớn thì nó giống như mình cấp nước rồi, thì cái đó đó mới khó phòng đó. Thì cái đó là chỉ có cách đó là giống vụ 2 rồi mình thả thua ra. À, đầu vụ mình thả có thể là ví dụ con mét đi, nhưng vụ 2 anh thả nửa con thôi, nó thua ra thì nó đỡ sốc hơn, với hai nữa là nó nhanh lớn hơn, mình đỡ ít rủi ro đó. Và hai nữa có thể là anh vẫn phải đánh men, mình làm cho đáy ao sạch, đừng có khí độc. À, nó sức khỏe nó tốt, đề kháng nó tốt, thì nó khả năng nó chống chịu tốt, hoặc mình gây mồi cho nhiều để chi, để cho nó là nó ăn nó mới có sức chứ. Giống như mình đang đói bụng mình lạnh nữa, ví dụ mà sốc cái này mình tiêu hoài, thì con tôm cũng vậy đó, ăn tốt sạch khí độc thì nó khả năng nó chịu tốt hơn nữa. À, thì mình nên có những cái giải pháp như vậy thì nó sẽ ít cái rủi ro về cái đốm trắng đổ thăng hơn cho mình. Còn ông trời mà ví dụ mưa thất thường vậy đó là rất là khó chịu. Bởi vậy là tháng 3, tháng 4 mà tháng nắng mà có mưa đó, tháng đó cực kỳ khó phòng. Mười ao là hình như chín ao bị rồi. À, mặc dù mình không cấp nước nghe, còn mình cấp nước thì mình hư trước nghe. Cái ông trời mưa luôn rồi. À, bởi vậy mình phải thả thua và mình phải môi trường cho tốt thì nó sẽ giảm rủi ro. Còn ví dụ mà mưa nhiều quá thì anh cứ làm anh xả, mưa nhiều xả nhiều xả cho nó bỏ cái tầng mà phân tầng mặt đó, cái lớp đó đó. À, còn hai nữa, nếu mà thật sự mà nói á, ao công nghiệp người ta không sợ thì sao biết không, ta có quạt. Dạ. Mưa người ta chạy quạt nó đều. Còn mà mình cái giải pháp là cao siêu nhất á, là ao mình có gắn máy tạo sóng, mưa mình chạy máy tạo sóng thì nó trộn nước, vậy là bây giờ cho ống mưa cái nào cũng không sao chứ. Dạ. Ừ, nó sóc cũng không sao nữa, có cái máy tạo sóng là ok. À, lúc đó sau này hữu gian mà ví dụ những ao nào mà anh em tâm huyết á thì có thể mình cho mượn máy tạo sóng hoặc gì đó cho mình chạy mình thử đi, là nó sẽ bị mưa giờ cho mưa lớn thế nào nó cũng không sóc nữa, nó đều. Còn mà mưa mà không có mà máy tạo sóng ha, nó phân tầng ha. Dạ, rồi nó hóc vậy nè. Dạ. Giống như là cái khí độc nó nó hóc lên không được. À, oxy nó trên nó xuống không được, điện tôm tóc mé hồng thăng đổ thăng lắm chắc. Dạ. Là nó có hai cái nguyên nhân chính, một là cấp nước, hai là ông trời mưa sóc đột ngột, thì mình phải biết cách mình phòng hay sao quả vấn đề đó nó hiệu quả vậy đó. Anh có chia sẻ được nhiều bà con xung quanh rồi có ai thả cái giống mình hiệu quả không? Chia sẻ cho em trên Kinh Hùng nè. Thả cũng hiệu quả quá, cũng trúng luôn, trúng cũng đạt luôn, đạt là chừng tháng ngoài trong thả một thùng, tháng ngoài thả một thùng, nhưng mà hiệu quả. Ừ. Thả tôm năm nay là thả tôm đó không? Thả bắt xì và chính à? Được là thả tôm. Thả giống hết xì bằng chính mình. Dạ. Ít xì bằng chính. Đó, anh thấy là một tháng rưỡi mình cứ nhồi ăn bày. Nhưng mà mình lưu ý là anh không phải cần phải xả nước ra hết.
À, anh không cần thả nước hết, anh cứ lấy một lần rồi anh nuôi có thể hai vụ cho em được. Tới cái mùa mà mưa này, mưa dầm này, này anh thả sẵn. Nhớ là em nói, chứ nhiều khi cái nước đầu tiên của mình trứng rồi mình bỏ là rất ủ. Mình lấy nước ngoài là ra số nước sâu nè, rồi phát sáng sứa rồi mình vô, mình nuôi cái vụ hai cực kỳ khó. À, làm gì làm phải gán cái vụ đầu cho trứng. Mình cũng rút kinh nghiệm mình làm cho nó kỹ là thất quà là chết luôn. Thì anh Tuấn nói nãy là anh giữ cái nước đó anh thả con tôm vụ hai, thả tôm lớn hơn nữa. Tôm lớn. Thả tôm oxy còn nhanh hơn, ngắn hơn nữa. Tránh cá luôn. Ví dụ cái vụ một đi, anh bắt là rồi anh bắt tỉa nó còn tù, phải không? Còn cái tù đó. Anh bắt tôm oxy nhồi như vậy đó thì anh ướp ráng được 15 ngày nữa. Thì khi đó đó, ví dụ tháng 3, tháng 4 người ta nắng, ta chịu không nổi. Nhưng mà anh tháng 3 là tôm anh 20 con hay 23 con rồi, anh không có sợ. Anh hiểu không? Hoặc mười mấy con rồi, có gì mình lụm nó. Nước cạn cạn cũng không sao chứ. Nó là con thử nó vừa mà. Nếu còn đáy ao sạch mò đủ là nó vừa không sao chứ. Còn cái bàn giò anh nó cũng chết nữa. À, mà anh cấp đầy vô chết. Nói trước. À, rút kinh nghiệm nha. Nông dân thấy cạn rồi đâu có. Như mấy năm anh nuôi thấp nó rồi, cái tiền đâu anh xài. Bây giờ phải trang trải đi làm nghề khác chứ. Cũng đi phục vụ đám tiệc rồi đi tùm lum có đờn hay gì hay làm gì để cho thuê âm thanh á, che gạp mới à, tức là hai năm liên tục là nuôi không hiệu quả là anh phải đi, nói chung mình làm đủ nghề hết để đủ mình trang trải cuộc sống, trang trải cho con nó học. Ừ, rồi mới bấm lên YouTube nó bây giờ phải tìm đường hay sao mà nuôi thất hoài tức tìm đường cứu tôm á. Là tìm đúng rồi. Nhưng mà em thấy phương án vậy là em thấy nó có phát triển, năm tới mình để có thể mình rút kinh nghiệm ví dụ cấp nước. Anh rút kinh nghiệm những lời em nói đi, là nó sẽ rút nước vô là bị. Thì mình thấy khô quá thì mình chịu không nổi, mình sợ tôm nó nóng ruột, cấp vô thì 3-4 bữa. Chứ anh đừng nghĩ là anh, ví dụ anh cấp vô anh có gì phẫn hay anh đánh cái gì, không ăn thua đâu. Yeah. Anh đánh cà lo hả, giờ anh đánh một xe tải cà lo cũng không hết nữa, em nói thiệt luôn. Anh đánh hai năm nay có hết đâu, thấy không? Bởi vậy là nhiệt khuẩn em nói là không ăn thua nghe, cái bệnh đấm trắng đó thằng là không ăn thua. Cho nên tốn tiền quan đó, mình xài cho nó đúng. Thời gian vậy là qua quá trình đánh nuôi vậy đó là chi phí có cao không em? Chi phí đánh ra 20 công mà chi phí 4 triệu thì cũng không có cao lắm à. 4 triệu mà bắt năm mấy triệu là lợi nhuận là gấp 12-13 lần rồi. Ừ, không cao lắm. Lời mười mấy lần là được rồi. Nhưng mà cố gắng là đợt sau mà nếu mà bắt cái sai mà anh bắt cái sai mười mấy con đi anh gấp đôi rồi. Dạ, 200 rồi, phải không? Mà nhát mới chưa dám. Sợ nó nhưng mấy vụ đầu bị quá giờ nhát. Thì từ từ. Thì từ gan lại có vốn là mình mới gan được. Rồi gan lại. Rồi vậy là hôm nay là nhân cái chuyến mà về Cà Mau cũng như tận hưởng vượt khó này nè, rồi cho anh là 100% cái chi phí mà 2 tháng mình sử dụng tiền men ha. Chúc anh và gia đình sức khỏe nè, nuôi tôm ngày càng hiệu quả và thành công nữa ha. Ngoài ra chia sẻ được nhiều bà con để mình cùng nhau tôm tiến bộ. Rồi có phát biểu nghĩ gì không? Cảm ơn anh Tấn với Giang đã cũng ủng hộ mình thời gian qua rồi. Cố lên nha anh. Dạ.